ấy đang tỉa lông, tỉa lông công. Công ta đẹp nhờ cái lông, mà cái lông phải mướt rồi mềm mại rồi ha. Đẹp chứ sao, à, cúc người ta cúc vàng mà. Không, mỗi con công là mỗi người có một cái sắc độ riêng, thấy không? Mỗi người đẹp riêng, không ai giống ai đâu. Tại con công của Phượng là con công này nó đứng tuổi hơn, nó phải đầm hơn, đúng không? Ờ, còn cái con công của cô này, cổ còn trẻ, cổ mới có hai mấy, ba mươi, con công phải tươi hơn, vậy thôi, có gì đâu. Mày dạp theo tiêu chuẩn của nó. Ừ, tại vì cái này đồ em ăn mặc mà. Chứ giờ không lẽ công của Phượng công chuẩn mà tươi quá, chói quá thì không phù hợp. Đây cái đầm chứ bộ, đúng không? Đầm mặt đi chơi uống cà phê cũng được nè, đi ăn tiệc cũng được nè. Không, giờ xử lý là nhìn nó đẹp hơn nãy nhiều, nhìn nó lớp lớp lan rồi nữa, được không? Không đẹp lắm á, lên nền đen nhìn không đẹp lắm. Lát đi cho thầy lên tới đây luôn nha, nó sượt sượt luôn nha, nha lông mờ nha. Ừ, đúng rồi, phải sượt sượt mờ ra luôn, ở đây cũng vậy nè, nha, đi luôn nha. Trời ơi, của em cũng đẹp mà. Ừ, cho nó ôm, ừ đó tỉa là phải mướt vậy đó. Ừ, đúng rồi. Dễ hoa á, dễ còn dễ mấy tông này đó, không khó khăn lắm chứ không dễ đâu. Hoa là dễ, dễ được tông này là nhìn mới sướng mắt luôn á. Quá rất tốt luôn. Ừ đó, thấy không? Giờ thầy chỉ kỹ lắm mới tỉa lòng được vậy, đúng không? Ừ, nó phải dễ đâu. Có cái chân hơi mập, chân công này giống như bị nó không chịu hoạt động, con công này con chân nó hơi không được, nó hơi nó dồn năng lượng dưới. À, nè con công bên đây cái chân người ta mới đúng nè. À, tại con công này người ta là chỉ khó đi bộ, con công này làm biếng, con công này ăn xong đứng ngủ không à. Đó, trời ơi, cái chân giống bị phù thủng ghê. không nhưng mà mình sẽ giúp biến quá lại chứ không có công này, cái chân mập quá đi phẫu thuật không nổi. À, cho đi phẫu thuật lại mới được, cũng được. À, chân công bên đây là cận đấu nè, đó quay cho coi đó, không thon thả thấy không? Chưa, không ai hoàn hảo đâu, phải sơ sót đó, mình sẽ biết cách xử lý là hết. Giống như sáng tới thầy coi mấy cái lông thầy biết mấy em cần phải xử lý cái gì, chỉ xử lý này giờ mới đẹp đó, thấy chưa? Rồi,